2 năm rồi thì bị dịch Covid là không có về Việt Nam được, nhưng mà chị vẫn đặt khô nia, gửi các loại khô cá dứa ba nắng qua Mỹ cho chị. Thì giờ là dịch ổn rồi nên chị về Việt Nam thăm nhà chơi và đặt 3 thùng khô cá, mỗi thùng là 23 kg, rồi giao thành 3 đợt cho chị. Đó, hôm nay là khô nia sẽ giao cái đợt đầu tiên cho chị nè. Thùng hàng đầu tiên này là sẽ 23 kg, giao cho cháu của chị bay đem về trước. Rồi tới cuối tháng 10 á, thì chị mới giao cho chị Điệp là một thùng là 11 19 kg cá dứa một nắng và 3 kg tôm đất Cà Mau đóng thùng xốp, giao ra ga quốc tế để chị bay đem về. Đó là cuối tháng 10 chị mới về, còn giờ thì đóng trước cho cháu chị về. Đó thì đây là cái khô cá dứa ba nắng nè. Cái này cái thùng hàng này là toàn bộ là khô ba nắng không, nên là cái việc đóng thùng đem đi nó cũng tương đối dễ dàng. Đó, chỉ cần hút chân không hai lớp thôi. Đó, hút chân không hai lớp rồi nhãn song ngữ Việt Anh là mình đi nước ngoài thông quan tương đối nhanh. Nếu mà hải quan họ có khui thùng hàng ra kiểm tra thì ở đây nó có cái tiếng Anh này chị, nó có cái nhãn tiếng Anh này thì hải quan họ đọc họ biết các khô, thông quan cũng rất là nhanh. Thì trước đây á, cách đây hai năm trước đây đấy, chưa có cái nhãn song ngữ này thì nó các anh chị báo là thông quan nó hơi khó, hải quan kiểm tra hơi kỹ tại họ đọc tiếng Việt không được. Nhưng mà từ khi có cái tiếng nhãn tiếng Anh này thì thông quan tương đối nhanh. Đó thì cái đơn này nó sẽ gồm có cái dứa ba nắng nè. Đây mình sẽ đóng cái dứa ba nắng cho chị trước. Đây cá ba sa. Chị đặt hình như cái thùng này là 2,5 kg dứa ba nắng à. Chị đều thì thích ăn một nắng hơn. Chị thích ăn một nắng hơn nên là tới cuối tháng 10 thì chị đặt tới 19 kg cá dứa một nắng đem về. Còn giờ thì chỉ đặt vài ký thôi. Đây hình như cái này là 2,5 kg á, 4 con. Đó, 4 con cân cá dứa ba nắng. Thì mỗi con nó trọng lượng nó khoảng một túi là 1 con. Trọng lượng nó khoảng 500 g đến 700 g một con. Như cái con này là 700 g nè. Đó. Rồi cái con này là 520 g. 520 g. Hút chân không hai lớp rồi, rất là kỹ. Con này là 610 g. Đó, con này là 670 g. Mình hút chân không hai lớp rồi thì quá trình vận chuyển đi á nó sẽ đỡ bị xì chân không, tại vì cá dứa tính ra cá dứa hoặc là các loại cá khô nó cũng vẫn còn cái xương á, nên là hút chân không một lớp nhiều khi nó không kỹ đi nó dễ bị xì chân không. Qua bên đó thì hải quan họ cũng hơi khó khăn nên mình hút chân không hai lớp thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn đây là khô cá ba sa. Ba sa thì chỉ đặt 5 kg, một túi này là 2 con là 510 gram. Đây là cũng 510 gram nè. À, 610 gram. Cái ba sa với ba cá dứa thì mỗi túi nó sẽ trọng lượng khác nhau. Nó không có đồng nhất là 500 gram hay là 1 kg. Tại vì cá dứa cá ba sa này mỗi con mỗi trọng lượng. Đây, đó anh chị coi nè, ba sa này là 640 gram. Ba sa trắng hồng luôn, ngon ha. Đây 510 gram. Rồi, này là 520 gram đó, cá ba sa cũng hút chân không hai lớp luôn. Nhìn rất chắc chắn cẩn thận kỹ lưỡng nè anh chị, rất chắc chắn luôn, cái này nó cũng nhận không ngữ luôn. Rồi 5 kg ba sa chúng mình cũng cỡ 9 túi á. Còn đây là cái khô mực câu Phú Quốc này. Em quay gần gần cho chị coi, anh chị coi khô mực câu Phú Quốc đó, cái size này là 12 tới 15 con ký. Quay lại đây. Đó, anh chị coi nè, mực ngon ghê chưa, trắng hồng nè. Cái này là qua tới nơi là nướng là thơm lả luôn á. Rồi rất ngon nha. Đó cái mực câu để tay vô nè, nó sẽ to hơn bằng tay xíu vậy nha, nó cỡ bằng bàn tay rưỡi á. Đó mực trắng hồng rất ngon nha, dẻo nè, mực này thì nướng ăn là dẻo ngọt nha, mềm dẻo ngọt. Con mực câu Phú Quốc ngon ghê chưa. Ba ký khô mực, ở đây mới có 3 túi nha, để mình coi kiểm tra bên này. Rồi còn đây là cái khô cá sặc nè anh chị, khô cá sặc vị vừa ăn. Cái size này là 12 con ký, để úc khui ra chị coi nha. Đó, khô cá sặc là sẽ được hút chân không nè, lót cái thấm dầu luôn, tại cá sặc nó cũng béo béo, nó cũng béo, người hút chặt quá thì nó cũng sẽ ra cái lớp mỡ, nên là mình hút chân không mình lót cái thấm dầu này luôn,
để cái túi khô mình nó khô ráo, gửi đi qua hải quan họ kiểm tra hàng khô ráo nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu mà không không lót cái giày này á thì nhiều khi mở ra nên là nhìn cái gói 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 sản phẩm mình á, là hải quan họ hơi khó khăn chút xíu. Nhìn rất là tươi ngon ha. Đó. Thì khô cá là có hạn sử dụng nè, và có ngày sản xuất đó, cái này là có nhãn song ngữ là đạt tiêu chuẩn hàng đi nước ngoài nha, có chân không khô ráo hết rồi. Hàng đi nước ngoài là mình phải có chân không kín đáo rồi nhãn mác đầy đủ, hạn sử dụng, ngày sản xuất, thương hiệu, nhãn hiệu. Và đó, một túi này là 500 g, sai số con thì cái này là 10 15 kg cá sặc. Đúng rồi, không phải là 15 kg cá sặc. Đó, mình có đếm mình bỏ vô cho đủ. 2 3 4 5 6. Đây là 2,5 kg khô cá lóc. Rồi khô cá sặc. Đó. Để mình đóng thùng lại rồi. Khudi là đã có kinh nghiệm hơn 5 năm để đóng thùng khô cá gửi đi nước ngoài nè, đi Mỹ nè, Úc nè, Canada nè. Đó. Các anh chị đem đi ít thì 2-3 kg, nhiều nhiều hơn thì 5-10 kg, rồi nhiều nữa thì vài chục ký. Đó. Thì nếu mà anh chị đem đi nước ngoài á, đem đi nước ngoài mà nếu mà mình đem đi, mình bay đem đi á, mà đem 2-3 kg thôi á, thì anh chị nên lấy khô ba nắng thế này, đi nó sẽ dễ hơn, mình không cần phải đông lạnh đóng thùng xốp gì hết. Khô này thì mình chỉ cần khô ba nắng rồi mình hút chân không, mình đóng hành lý là đem đi là ok rồi. Còn nếu mà mình đem từ 5-10 kg trở lên thì mình lấy một nắng cũng được, một nắng thì 5-10 kg số lượng nó cũng tương đối nhiều, thì mình đóng thùng xốp á thì nó sẽ giữ lạnh tốt hơn. Mình đi nó 24 tiếng mới tới, thì qua tới nơi con cá nó vẫn còn, nó mềm rồi nhưng mà vẫn còn lạnh, vẫn còn giữ được độ tươi của cá nó tốt. Chứ còn 2-3 kg ít quá nó không đủ lạnh, qua tới nơi là con cá nó mềm nhũn luôn rồi. Đó. Nên anh chị nếu mà đem đi nhiều, nhiều thì mình lấy một nắng hay ba nắng đều được nha. Còn ít nữa 2-3 kg thì mình lấy ba nắng giống vậy thì đi nó sẽ dễ dàng thuận lợi hơn. Đó, thì anh chị muốn đặt các loại khô cá dứa, cá lóc, cá sặc, cá đù, mực khô, tôm khô để đem đi Mỹ, Úc, Canada hay các nước khác thì cứ nhắn Zalo hoặc là gọi hotline của Funi đi được tư vấn nha.